mình là Cao Hà Đức Anh, quê gốc của mình ở Thanh Hóa. Hai mẹ con đã vào Nam hơn 10 năm, từ lúc chia tay bố đến giờ, mẹ cứ một mình mà chăm lo cho mình. Cuộc sống hàng ngày chỉ có hai mẹ con, nhưng mình thực sự hạnh phúc. Không biết từ khi nào, mình thấy mẹ giống như một người bạn thân, luôn sẻ chia buồn vui, mọi thứ trong cuộc sống. Mẹ là nguồn sống của mình và mình là niềm vui của mẹ. Hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con mình đã ổn định. Mình muốn mẹ thoải mái hơn, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và mình cũng muốn khoe người mình thương nhất, tự hào nhất đến với mọi người. Vì thế, mình đã thuyết phục được mẹ tham gia chương trình Gia đình song ca. Lần này, mình sẽ là người đàn ông mạnh mẽ và làm nền cho mẹ tỏa sáng. Mọi người nhớ đón xem và ủng hộ hai mẹ con mình nhé! Trong cơm khen ai khéo vô, ôm mấy bông mà nền bông, ôm mấy bông mà nền bông. Một bầy tăng tình con xích, một bầy tăng tình con xích, nó mới lội 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 sông, ôm mấy đi tình mềm nhớ thương ai. Được con mắt ôm mấy lim dim, được con mắt ôm mấy lim dim. Một bầy tăng tình con nhện, ê, ê, ôm mấy răng tơ, răng tơ ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai. Duyên nợ cách tàng bồng, duyên nợ cách tàng bồng. Chị dễ thương à. Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vô, ôm mấy bông mà nền bông, ôm mấy bông mà nền bông. Một bầy tăng tình con xích, một bầy tăng tình con xích, nó mới lội 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 sống, ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai. Đôi con mắt ôm mấy lìm dìm, đôi con mắt ôm mấy lìm dìm. Một bầy tan tình con nhện, ê, ê, ôm mấy răng tơ, răng tơ ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai. Duyên nợ cánh tàng bồng, duyên nợ cánh tàng bồng. Duyên nợ trống cơm à, khen ai mà khéo vỗ, ôm mấy bông mà nên bông, ôm mấy bông mà nên bông. Một bầy tan tình con xích, con xích con xích nhẹ. Một bầy tan tình con xích, nó mới lội 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 sông, ôm mấy đi tìm em nhớ thương thương ai. Đôi con mắt ôm mấy lim dim lim dim, đôi con mắt ôm mấy lim dim. Một bầy tăng tình con nhện, ê, ê, ôm mấy răng tơ, răng tơ ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai. Duyên nợ cánh tàng bồng, duyên nợ cánh tàng bồng. Tình bằng có cái trống cơm, tình bằng có cái trống cơm, tình bằng có cái trống cơm. Quê nhà tôi ơi xứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mang sông Đà buông nắng.
bờ đê, ước mơ trở về nghe mẹ yên ru bên thềm đá cũ. Quê nhỏ tuổi ơi, con đường qua ngõ, bóng mẹ liếu xiêu trong chiều mưa gió, nhớ thương đàn con biết phương trời nào, áo nâu mùa đông thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru. À ơi, hoa bay lên trời cây chi ở lại, à ơi, hoa cài lên trời rau răm ở lại, chịu đời đắng cay. Quê nhà tôi ơi, ba vì xanh tím, nón chiều che ngang mắt chiều buông nắng, những đêm mùa đông khói hương trầm bay, bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay, bức tường vội trắng. Quê nhà tôi ơi, quê người con gái, mắt buồn da nâu dấu tình yêu ra, mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn mối tình lóng đông. À ơi, hoa bay lên trời cây chi ở lại, à ơi, hoa cài lên trời rau răm ở lại, chịu đời đắng cay. À ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình, thương anh một mình nhớ em. À ơi, hoa bay lên trời, hoa bay lên trời, à ơi, hoa cải bay đi, hoa cải bay đi, à ơi, rau răm thôi đành, rau răm thôi đành, ai 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 ai
làm sao đến ngay ba triệu nên luôn ở trong ngõ ấu triệu, còn tháng đầu ngay hàng chiều bún đậu mắm tôm không thể thiếu, vừa là đặc sản dành cho những con người say ăn, giờ ăn chân cần quảng cáo nhiều. Không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, từ xưa đến nay không quan trọng hóa và không cần mỹ miều. Hãy thức cho mẹ và con đơn giản một điều là tình yêu, 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 yêu. Như bạn muốn yêu, 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 yêu. Anh yêu sai, muốn, 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 muốn. Anh yêu sai. Tình, 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 tình. Bé Hà Xuân. Con ơi, con muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Mà nghe hai mẹ con hát cái bài này trời no, no muốn trúng thực luôn vậy đó. Không, nhiều món quá. Nghĩa Ly lại không no mà lại thèm. Hay thèm hấp dẫn, vui nhộn. Cái này, cái phong cách này là mới là của Đức Anh. Nãy giờ là toàn là nương để hát cho mẹ thôi, cho nên là không có phô diễn được. Cái này mới là phong cách của Đức Anh, là Đức Anh đã quay trở lại. Rất đáng khen mẹ, bởi vì sao? Bởi vì với những cái bài hát mà tiết tấu nó chậm mà mình còn dễ, mình nghe nhạc, mình hát vô, mình hát không đúng kỹ thuật, mình hát tình cảm, mình đẩy từ từ vô cũng được. Mà cái bài này nhạc nó dập liên tục, cái tiết tấu nó nhanh như vậy, rất khó để mà nghe đúng cái nhịp để mà vào. Rồi chưa kể là sự hưởng ứng của khán giả nữa, rất nhiều cái nó chi phối và mà mẹ vẫn làm rất tốt. Trời ơi, tuyệt vời quá, chúc mừng hai mẹ con. Có vẻ như cái cách mà khi mà hát và đối đáp với nhau nó giống như là... giống như đời thường của hai mẹ con á, cho nên mẹ rất là thoải mái. Nè Đức Anh, dẫn mẹ đi ăn lần nào vậy chưa? Dẫn mẹ đi ăn rồi, nhiều rồi, nhưng mà sau lần này con sẽ hứa là dẫn mẹ đi ăn một bữa thật là đã đời. Nhưng mà cô nghi quá à, dẫn mẹ đi ăn con đãi mẹ nhưng mẹ trả tiền. Không chị ơi, vô tới cái vòng này là coi như đã có tiền rồi, chưa biết nhất hay nhì thôi, nhưng mà là đã có tiền có thể dắt mẹ đi ăn được một bữa đã đời rồi. Hoành tráng luôn á, với phần thưởng ở vòng này. Mà cho em hỏi chị Xuân cái là bình thường chị có nghe nhạc thể loại này không? Bình thường thì ở nhà mà Đức Anh là cái tuổi teen mà, cho nên con hay nghe những cái bài, ví dụ như cả cái bài là Em ơi mình đi trốn đi ấy. À. Chị cũng thích nghe. Chị nghe con nó nghe hoài xong rồi chị cũng nghe. Cho nên em thấy là chị ngấm mấy cái nhạc này lắm, cho nên là chị xuất sắc. Thoải mái cực kỳ. Nhưng mà là cái chất của con người rồi ra là cứ thể hiện hết cái cá tính của mình. Cứ thế mà bùng. Cứ thế mà bùng. Mà lạ ha, cái là nếu như Đức Anh thoải mái tự tin trên sân khấu là bình thường. Đằng này là mẹ lần đầu tiên lên sân khấu mà mẹ bung xỏa được như vậy á. Mẹ thời A Còng đó. Là hay lắm luôn á, đúng không? Nói chung đây là một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn bà giám khảo. Và chúc mừng hai mẹ con Đức Anh. Cảm ơn chị.